Những ồn ào xoay quanh nam em vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi cô nàng liên tục có những động thái phát ngôn gây chú ý trên trang cá nhân. Mới đây cô nàng bất ngờ lộ diện với nhan sắc xinh đẹp không hổ danh hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian qua nam em khiến cư dân mạng mệt mỏi mỗi khi cô xuất hiện, những màn bóc phốt cho biết với bằng chứng mập mờ bịa đặt từ cô nàng khiến khán giả nửa thích thú nửa chán nản. Sau khi bới móc chuyện cho biết xong, cô cùng chồng sắp cưới lại có màn đôi co đòi chia tay rồi tái hợp làm ai cũng ngán ngẩm. Mới đây nam em bất ngờ tung bộ hình mới giữa lúc bị bủa vây bởi những ồn ào. Tại loạt khoảnh khắc này, nam em diện đầm trắng mỏng tang, tự tin thả dáng, tươi cười rạng rỡ và dường như không chịu ảnh hưởng hay tác động quá nhiều từ những thị phi vừa qua. Không những vậy, người đẹp gốc Tiền Giang còn gây chú ý khi đính kèm dòng trạng thái: họ ném em vào bầy sói, hãy quay trở lại khi trở thành con đầu đàn. Động thái này khiến cộng đồng mạng tin rằng nam em đang nhắc khéo lại câu chuyện vừa qua, đồng thời úp mở chuyện tái xuất làng giải trí trở lại. Tuy nhiên lần này nam em không giải thích gì thêm về ý nghĩa câu nói đầy ẩn ý này. Dù vậy, hàng ngàn bình luận cũng gửi tới người đẹp gốc Tiền Giang với nhiều chia sẻ. Bên cạnh những chỉ trích dành cho tính khí thất thường của nam em thì nhiều người cũng tỏ ra thông cảm và sẻ chia, thấy thương nhiều hơn là đáng trách, cư dân mạng bình luận. Gần đây nam em và bạn trai doanh nhân gặp nhiều biến cố và ồn ào trên sóng livestream. Cả hai cãi nhau trước hàng nghìn người xem và nói lời chia tay. Cuộc sống của cặp đôi nhanh chóng được công chúng đón chờ nhờ thông qua các video phát sóng trực tiếp mỗi ngày. Tuy nhiên chỉ hậu chia tay có vài ngày, nam em và chồng sắp cưới nối lại tình xưa và tiếp tục đồng hành cùng nhau khiến dân tình ngao ngán. Vừa qua nam em còn khiến khán giả một phen khiếp vía khi đang livestream thì tiến ra ngoài ban công và leo ra khỏi thanh chắn an toàn, biến mất khỏi khung hình. Được biết nam em có sức khỏe khá yếu, người đẹp cũng thừa nhận điều này trước truyền thông. Theo quản lý của Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 cho biết, cô nàng đang mắc 3 chứng rối loạn, gồm rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, rối loạn lưỡng cực. Gần đây, nam em bị tụt huyết áp khi đang livestream. Những căn bệnh này có tác động xấu đến tâm lý của mỹ nhân sinh năm 1996. Trong một thời gian dài trong quá khứ, nam em đã mắc bệnh trầm cảm và sợ cảm giác ở một mình nên thường xuyên cần người chăm sóc. Thậm chí nam em còn tiết lộ trên sóng rằng lúc cô đơn, cô thường đi vào bệnh viện ngủ để có người xung quanh hỏi thăm quan tâm. Người hâm mộ cũng gửi lời khuyên nhủ đến nam em rằng cô nên hạn chế livestream với tần suất cao, dành thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy lại tinh thần. Việc livestream hàng ngày có thể là một trong những nguyên nhân lớn khiến tình trạng bệnh của nam em dần tệ đi vì cô phải tiếp xúc với quá nhiều bình luận tiêu cực. Nam em sinh năm 1996, quê Tiền Giang. Trước khi trở thành người có tên tuổi trong làng giải trí, cô từng tham gia các sân chơi như Hoa hậu Việt Nam 2014, Top 40, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, Đăng Quang, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Top 10, đại diện quê nhà dự thi Hoa hậu Trái đất 2016, Top 8, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Top 10. Năm 2018, nam em bắt đầu được nhiều người chú ý thông qua việc tham gia các game show và hoạt động với tư cách ca sĩ.